Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai tại Hà Nội. Và số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng là 0866 189 566. Em ship hàng toàn quốc. Và cái giá mà em báo trong video là giá của từng loại mặt hàng, chưa bao gồm tiền phí ship anh chị nhé. Nhà em thì về bổ sung một số những cái dòng đen rô nắng, và sẽ đang trên đường về thêm nữa. Về trước cái loại nào thì em sẽ báo trước loại đó đấy ạ. Đen rô nắng thì em sẽ chạy chương trình số, chạy số lượng thôi nhá. Với cái mức giá là chỉ lấy 10 chậu em sẽ bao ship. Lấy 10 chậu em sẽ bao ship cho các anh chị nhé, các anh chị ơi. Và sau đây em sẽ giới thiệu đến các mặt hàng. Đầu tiên đó chính là táo Mỹ. Táo Mỹ cây nó rất là đẹp, mập như thế này đây các anh chị này. Em bán 60.000 đồng một chậu táo Mỹ nhá. Ba liễu xưa rất là đẹp, có cái chậu thì nó đang có nụ, đang có ngầm, có chậu thì chưa đâu các anh chị ạ. Đấy, chậu nào có chậu thì nó thân nó cao, cũng sẽ có chậu thân nó thấp hơn một chút xíu. Những cái chậu thân thấp hơn chút xíu thì nó lại cũng sẽ nhiều thân nhá các anh chị. Đấy, về các bản hàng bà liễu xưa hôm nay rất là đẹp luôn. Và em cũng bán chạy số lượng với cái mức giá chỉ có 70.000 một chậu bà liễu xưa các anh chị nhá. 70.000 một chậu. Còn đây là hồng sọc. Trời ơi, các anh chị thấy không? Lá rất là đẹp, lá nó có tía đỏ đỏ như thế này này. Thân nó cũng mập. Một số thân thì nó đang có ngầm nụ, còn một số thân thì chưa đâu các anh chị ạ. Hồng sọc này thì em bán 60.000 đồng một chậu, lấy 10 chậu bao ship. Còn đây là cái dòng hàm hương, mặt hoa rất là đẹp đây, đang có nụ có hoa. Hoa nó mùi thơm lắm các anh chị ơi. Hàm hương hoa rất là thơm luôn. Tuy nhiên hàm hương thì so với các loại khác thì cây nó thấp hơn một chút xíu. 60.000 đồng một cái chậu hàm hương. Còn đây là cái dòng Siam lá mít nhá, cái dòng lá mít các anh chị ạ. Dòng này là dòng lá mít, thân nó rất là mập luôn và cái lá của nó là dòng lá mít như thế này. 70.000 đồng một chậu Siam lá mít nhá các anh chị ơi. Hoa nó cũng rất là đẹp và thơm ạ. Ngoài ra thì em cũng có một số những cái dòng hoa lan chơi Tết khác thì các anh chị có thể tham khảo ở cái video buổi sáng này em đăng nhé. Em chào các anh chị.